Tháo rỡ, Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Tràng An cho biết, phim trường Kong School Island được tháo rỡ ngày 20 tháng 9 để đảm bảo sự phát triển bền vững của khu du lịch và quần thể danh thắng Tràng An. Do đó, tuyến số 2 và 3 của khu du lịch không còn điểm tham quan phim trường. Ông Phạm Hồng Biên, đại diện Ban Quản lý Khu Du lịch cho biết, việc tháo rỡ được thực hiện theo khuyến nghị của UNESCO bởi các công trình này nằm trong vùng di sản và không đúng với văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, sức nóng của bộ phim đã giảm sau 2 năm ra mắt. UNESCO chỉ đồng ý giữ phim trường này trong thời gian bộ phim mới được triển khai. Điểm tham quan phim trường Kong School Iceland tại Tràng An, có khoảng 40 chiếc lều hình chóp được dựng bằng tre nứa trên nền đất rộng, trang trí bằng các vật dụng đồng quê quen thuộc như nơm, giỏ bắt cá và cờ phướn màu đỏ. Trong tuyến tham quan trước đây, du khách đi qua bốn hang động, dừng chân lễ tại đền Suối Tiên và đền Hành Cung Vũ Lâm, cuối cùng là phim trường rồi lên thuyền trở về bến.